Em Tuấn Lê xin chào tất cả mọi người. Buổi chiều nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cặp bánh carbon đến từ thương hiệu Food Room, một thương hiệu nổi tiếng của Ý các bác nhé. Food Room nó là người anh em của dòng Campa. Thì cái bánh này là dòng Food Room Win 40 tức là bản cao 4 phân các bác nhé. Và dòng này thì là dòng đời cao nên là nó đã được trang bị cái công nghệ mã AC3. Mã AC3 thì nó sẽ có cái ưu điểm là nó tăng cái hiệu suất khi mà các bác sử dụng phanh, tức là thắng đấy. Nó tăng cái hiệu suất phanh theo hãng người ta công bố là đâu đó lên khoảng 60%, cao hơn khoảng 60% so với cái bản không có AC3. Đấy là theo công bố của hãng thôi. Bản này là bản cao 4 phân các bác nhá. Chiều cao này là 4 phân này. Bánh carbon vân cực đẹp luôn. Và cái dòng bánh Food Chrome này thì giá các thứ là nó sẽ hợp lý hơn là những cái dòng của Campa khá là nhiều, cực kỳ là nhiều các bác nhé. Riêng những cái dòng AC3 của Campa thì các bác sẽ phải bỏ ra tầm trên 30 triệu. Nhưng mà cái cặp bánh này mà hôm nay em giới thiệu đến các bác thì các bác sẽ chỉ phải bỏ ra với cái tầm tài chính là dưới 20 triệu các bác nhé. Bánh thì là hàng chính hãng, được em mua từ bên Nhật về, có mã cốt, mã vạch, các thứ là đầy đủ các bác nhé. Có thể là có những cái cặp bánh người ta sẽ không còn cái này, bởi vì là qua quá trình sử dụng ấy, qua quá trình sử dụng người ta rửa hoặc là người ta lau chùi thì nó có thể là cái tem này nó bong chóc ra. Thì mình cũng không phải vì cái tem này mà mình khẳng định là hàng chính hãng đâu, bởi vì là hàng chính hãng thì nó còn có rất nhiều yếu tố nữa, nhất là còn cái mã cốt và cái mã ở phần bên trong, phía trong này nữa các bác nhé. Đây, phía trong này nó sẽ có mã cốt, mã vạch, các thứ thông tin này. Cái bánh này thì là nó sản xuất đời này là sản xuất 2020 các bác nhá. Đấy, cái thông tin ở trên này nó có thể hiện này. Sản xuất năm 2020. Mã vạch, mã cốt, mã số, các thứ là đầy đủ các bác nhá. Hàng của em thì mua ở bên Nhật đều có hóa đơn giấy tờ chứng từ đầy đủ, nên là luôn cam kết bảo hành vĩnh viễn về cái nguồn gốc chính hãng cho các bác. Cặp này đang sử dụng cối lip là cối của Shimano và SRAM 11 các bác nhé, cối 11. Các bác có thể lắp cho 8, 9, 10 thoải mái. Tiếng cối lip thì cũng rất là hay. Đây là phần đùm, tức là phần mayer của bánh sau. Trên này nó sẽ có một cái logo của Food Group, hình chữ F đấy. Và dòng chữ Full Chrome ở đây. Đấy. Nó là cái logo ở trên cái nền màu đen nên là thực ra nhìn cũng hơi khó nhìn một chút. Các bạn phải tinh mắt các bạn mới thấy được. Đấy, đây là logo các bác nhé. Và đây là dòng chữ Full Chrome. AC3. AC3 con này thì còn khá là đẹp các bạn. Các bạn nhìn cái phần AC3 nó còn rất là đẹp luôn. Còn rất là sắc nét các bạn nhé. Hàng đã qua sử dụng nhưng mà tem mác của nó thì cũng còn cũng khá là đẹp, nói chung là khá là đẹp. Các bác có thể thấy ở trên màn hình là tem mác của nó thì cũng không có bị bong chóc. Không bị bong chóc và vân carbon cực đẹp luôn. Bản này là bản Win 40, Win dịch ra nó là gió. Thì em cũng hiểu nôm na thì dòng này chắc là có lẽ là nó sẽ có cái tính kháng gió tốt hơn là những cái bản bản vành cao hơn. Nó là 4 phân nên là các bác chạy những cái địa hình như là chỗ nào mà nhiều gió thì nó cũng đỡ bị cản gió hơn, nó đỡ bị gió nó tạt hơn. Đấy, đây là bánh trước các bác nhá. Bánh trước các bác nhìn cái má AC3 của nó cũng còn rất là mới đây. Bản này là bản vành 17C. Bản vành 17C các bác nhá. Thông số cái chữ dòng chữ nhỏ xíu đây này. 17C. Đấy, vân carbon nó ánh xanh ánh vàng nên cực đẹp. Bánh trước AC3 cũng đẹp. AC3 còn rất là rõ nét. Cặp này em bán dưới 20 triệu các bác nhé. Giá cụ thể chính xác là em đang chào bán là 19 triệu. 19 triệu cho một cái bánh chính hãng của Ý. Một dòng bánh cũng rất là nổi tiếng mà giá cả cũng rất là hợp lý để cho các bác sử dụng. Đây là mã cốt, mã vạch. Mã vạch và mã số của bánh trước. Bao mọi lỗi lầm các bác nhé. Chụp các thứ là mượt mà, không một lỗi nhỏ gì hết ạ.
Đây là đùm của ấy, bánh trước, tức là phần mayơ bánh trước. Chụp các thứ là mượt mà không có lỗi. Bánh thì cũng kèo theo cả tí bật nữa. Tí bật cũng đẹp keng luôn. Em đã quay thử tiếng cuối clip cho các bác nghe nhé. Đây là tiếng cuối clip. Tiếng cuối clip của dòng Kappa và dòng Fukrum thì nghe nó không lẫn vào đâu được, bởi vì tiếng nổ nó rất là giòn. Quay rất là nhẹ sướng. Dòng này cũng rất là dễ chơi các bác nhé. Bánh trước bánh sau hai mặt đều đẹp, AC3 còn rất là rõ nét, sắc nét. Em sẽ lấy cái ti bật để cho các bác xem. Đây ti bật của nó đây các bác nhé. Ti bật của cặp bánh này. Ti bật thì gọi là đẹp keng sà beng, không một vết chầy nào luôn. Ti trước ti sau. Và sổ sách của chủ cũ người ta có kèm theo, nên người ta mua nó có sổ sách là đây, là người ta cũng bàn giao cho mình luôn. Dòng Win 40 các bác nhé, Win 40. Rồi em xin kết thúc video. Bác nào có nhu cầu thì có thể alo cho em Tuấn HD có số điện thoại ở trên màn hình. Số điện thoại của em là 0888391992. Em có địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương. Và giá 19 triệu là em đã bao ship các bác nhé. Bao ship vận chuyển miễn phí toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Em xin phép được kết thúc video. Xin chào tất cả mọi người.